thưa quý vị ông bùi bảo sơn có một bài viết rất là ngộ với tựa đề cũng may là được pháp đô hộ chúng ta hãy cùng theo dõi để xem cũng may là may như thế nào nhé ông bùi bảo sơn viết đúng là pháp có đô hộ có khai thác tài nguyên và nó che đậy bằng cái chiêu bài văn minh khai hóa nhưng suy cho cùng, Pháp nó có ăn nhưng nó không có ăn cả cức của thằng Tàu. Bằng chứng là các công trình kiến trúc, quy hoạch, điển hình và đẹp nhất ở Việt Nam cho đến bây giờ vẫn mang đậm dấu ấn của người Pháp. Thử hỏi, hàng ngàn năm thằng Tàu Đô Hộ nó đã để lại cái gì hay chỉ chém chém giết giết đập phá cùng những cái u mê thống khổ và mặc cảm nhược tiểu thần phục? Có lẽ lúc bây giờ nhiều nhân sĩ trí thức cấp tiến khi mà tận mắt Pháp tiến vào Việt Nam cùng với những phương tiện văn minh phương tây thì cũng đã nhận ra rằng nếu cứ học và làm theo cái kiểu cũ thì chắc chắn sẽ lạc hậu và mất nước vì vậy nhiều người đã ra nước ngoài du học như các cụ nguyễn trường tộ phạm phú thứ nguyễn lộ trạch và sau đó đã khẩn thiết trình lên vua và triều đình xin học theo phương tây như người nhật để canh tân đất nước đặc biệt là cụ Nguyễn Trường Tộ, một người cực kỳ tài giỏi, thông thạo kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đã gửi lên triều đình gần 30 bản điều trần, kế hoạch, đề nghị rất là chi tiết để cải cách đất nước, không kém gì cái cuộc cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bổn. Nhưng vua và triều đình quá u mê nên tất cả các thỉnh cầu của cụ đều bị bỏ qua. Nghe nói vua tự đức có gặp cụ, nói chuyện và khen ngợi nhưng vua lại yêu cầu cụ phải bỏ đạo để có thể nắm quyền hành cao hơn mà theo vua như vậy thì bọn quan lại hủ bại kia mới nghe theo tất nhiên là cụ từ chối điều thứ hai nhìn lại hệ thống giáo dục dưới thời nguyễn so với thế giới bây giờ là vô cùng lạc hậu và bảo thủ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai loại sách loại sách của người việt soạn gồm nhất thiên tử tam thiên tử ngũ thiên tử sơ học vấn tân và ấu học ngũ ngôn thi còn lại là sách của tàu thiên tự văn hiếu kinh minh tâm bảo giám minh đạo gia huấn và tam tự kinh cao hơn là tứ thư ngũ kinh và vài quyển nam bắc sử có thể nói là lạc hậu cả ngàn năm sau khi bị pháp đánh tơi bời triều đình ít nhiều cũng có nhận ra vấn đề tụt hậu của giáo dục nên đã cử học sinh sang Anh, sang Pháp, sang Hương Cảng để học. Nhưng kết quả thu được cũng không nhiều vì phe bảo thủ trong triều quá đông. Năm 1878, cụ Phạm Phú Thứ, một đại thần yêu nước mang tư tưởng canh tân, đã cho mở một trường học tiếng Pháp và Tây Ban Nha ở Hải Dương. Đây có thể là trường đầu tiên ở miền Bắc. Cái điều thứ ba phải kể đến đó là năm 1875, một phái đoàn ngoại giao Đức từ hương cảng đến việt nam có đề nghị giúp triều đình cải cách giáo dục kỹ thuật in ấn tức là ra báo in đức lúc ấy không có ưa gì pháp muốn tạo ảnh hưởng ở việt nam vua quang bàn tính tới lui rồi chả đâu vào đâu thất vọng phái đoàn đức quay vào sài gòn sau khi phái đoàn đức đi rồi một số quan đại thần có tư tưởng canh tân cũng nói với vua tự đức về vận mệnh nước nhà nếu không đổi mới trước đó cụ phạm phú thứ và cụ nguyễn trường tộ xin với một vị đại thần có uy tín trong triều về việc cử người sang mỹ ban giao mỹ lúc này đang có chiến tranh với pháp ở mexico nên cũng chắc chắn là cũng sẽ giúp việt nam vua tự đức đồng ý và cử cụ bùi viện tìm đường sang mỹ đáng tiếc là vua còn nước đôi cử nhà ngoại giao đi nhưng không cấp quốc thư vì một là sợ Pháp tóm được thì nguy, hay là theo kiểu tư duy lấu cá của nhiều người Việt là đu dây chờ thời, cứ từ từ xem thế nào rồi hẵng tính. Cụ Bùi Viện đến Hương Cảng tháng 8 năm 1873, gặp được lãnh sự Mỹ, viên lãnh sự rất quý cụ, viết thư cho một người ở Mỹ. Người này sẽ giúp cụ gặp Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Ulysses Grant, nhiệm kỳ 1868-1876. Cụ Bùi Viện sau đó đã đi qua Yokohama, Nhật Bản để đáp tàu sang Mỹ, rồi lưu lại ở Mỹ mất một năm vận động mới gặp được Tổng thống Ulysses Grant. Cụ được chứng kiến người Nhật đã canh tận đất nước như thế nào. Cụ cũng đi nhiều nơi ở Mỹ để học tập, tiếp xúc với nhiều người Nhật sang Mỹ học tập. Cụ ghi chép và thấy điều quan trọng nhất phải làm là thay đổi ngay nền giáo dục quá lạc hậu lúc bấy giờ. Nhưng khi gặp được Tổng thống Mỹ thì lại không có quốc thư, cơ hội ngàn năm đành bỏ phí. Cụ đành xin hẹn tổng thống Mỹ quay về để lấy. Hồi đó sang Mỹ đâu có dễ như bây giờ, nên cụ vội vã về, xin vua, vua cấp ngay quốc thư, cụ lại qua Mỹ. Nhưng tổng thống Mỹ do chiến thắng chiến tranh ở Mexico nên hết ghét Pháp rồi, không muốn giúp đánh Pháp nữa, chỉ nhận đào tạo giúp như kiểu Nhật mà thôi. Thế mới biết bỏ lỡ cơ hội phí thế nào. Sau chuyến đi, cụ bùi viện tấu trình mọi thứ tai nghe mắt thấy với vua. Vì thế, nhân khoa thi đình năm 1877, đích thân vua ra đề như sau. Nước Nhật Bản theo học các nước Thái Tây mà nên được phú cường, vậy nước ta có nên bắt trước không? Thằng ôi, có lẽ vì đã quen với tam tự kinh, giờ lại phải học thêm toán lý hóa thì ngại quá nên hầu hết thí sinh đều phản đối và viết rằng Nhật Bản tuy là hùng cường hơn nhưng lại học theo lối phương Tây ăn bánh mì, uống sữa, ống bơ, cắt tóc, mặc quần áo Tây, hóa ra thành mang di mọi rợ. Nước ta là nước nhỏ nhưng giờ mà thay đổi thì dù có phú cường cũng lại hóa ra mọi rợ hay sao? Thế là toàn. Một điểm kế tiếp nữa. Như vậy là mọi cố gắng học theo người nhật để canh tân đất nước của các cụ nhà ta đều không thành nhưng trong cái rủi vẫn có cái may may là được pháp đô hộ mà ta có cả một hệ thống đường sắt đường bộ cầu cống nhà máy điện sân bay bến cảng cho đến ngày nay vẫn còn hữu dụng và quan trọng là hệ thống giáo dục đào tạo rất bài bản từ phổ thông dạy nghề đến cao đẳng đại học cùng một đội ngũ trí thức tây học làm nồng cốt trong xây dựng đất nước ở cả hai miền nam bắc và cũng đừng quên cái giả tâm trong ngoặc kép của Pháp là đã bắt buộc đưa chữ quốc ngữ vào thay cho chữ Hán trong các văn kiện chính thức và dạy trong các trường học. Thử nghĩ, nếu không phải là Pháp mà vẫn là thằng láng giềng bốn tốt 16 chữ vàng thì chắc chắn chúng ta đã khóc bằng tiếng tàu từ lâu rồi.